lạc bộ Thanh Hóa chiêu mộ trò cưng của huấn luyện viên Chusi. Câu lạc bộ Thanh Hóa đã chiêu mộ thành công tiền đạo Võ Nguyên Hoàng để chuẩn bị cho mùa giải 2023-2024 sắp khởi tranh. Ở nửa sau mùa giải 2023, câu lạc bộ Thanh Hóa từng mượn Võ Nguyên Hoàng từ câu lạc bộ PVFCANG để đua tranh vị trí ở V-League cũng như tại đấu trường cúp quốc gia. Sau khi mùa giải 2023 khép lại, hợp đồng cho mượn kết thúc, Nguyên Hoàng cũng trở lại câu lạc bộ PVFCANG. Tuy nhiên, mới đây, đội bóng xứ Thanh đã gây bất ngờ khi chính thức chiêu mộ chân sút quê Đồng Tháp để hướng đến mùa giải 2023-2024. Sau mùa giải 2023 khá thành công với nhiều vòng đấu liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng V-League và đoạt chức vô địch cúp quốc gia, câu lạc bộ Thanh Hóa tiếp tục thể hiện tham vọng lớn ở mùa giải 2023-2024. Với sự ra đi của chân sút chủ lực Bruno Cunha, đội bóng xứ Thanh đã ngay lập tức bù đắp bằng tiền đạo ngoại Rimario. Cựu tiền đạo của câu lạc bộ Hải Phòng và câu lạc bộ Bình Dương là cầu thủ đẳng cấp và từng giành danh hiệu vua phá lưới ở V-League 2022. Võ Nguyên Hoàng cũng là chân sút tiềm năng. Chân sút sinh năm 2002 có thể hình lý tưởng, với chiều cao hơn 1,8m, dày cơm. Bên cạnh đó, anh cũng sở hữu kèo trái khá ngoan, có khả năng dứt điểm tương đối đa dạng. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo PVF có phong cách thi đấu lạnh lùng, mạnh mẽ, đậm chất của một trung phong thực thụ. Nguyên Hoàng được xem là sự bổ sung đáng chờ đợi trên hàng tấn công của đội bóng xứ Thanh ở mùa giải mới. Nguyên Hoàng trưởng thành từ lò đào tạo PVF, Hưng Yên. Khi giữ cương vị giám đốc kỹ thuật PVF, huấn luyện viên Philip Chusi từng rất yêu thích cầu thủ sinh năm 2002 này. Trong quá khứ, Nguyên Hoàng từng vi phạm kỷ luật ở PVF và đối mặt với án phạt phải rời trung tâm. Mặc dù vậy, Phù Thủy Trắng khi đó đã can thiệp để Hoàng được tiếp tục ở lại rèn luyện. Chân sút 21 tuổi này chính là hạt nhân trong chiến lược dài hạn của huấn luyện viên Chusi để hướng đến vòng chung kết U20 châu Á. Nhằm đoạt vé dự vòng chung kết U20 World Cup 2021 và xa hơn nữa là ở đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, vì dịch Covid-19, vòng chung kết U20 châu Á bị hủy và huấn luyện viên Chusi cũng nói lời chia tay với U19 Việt Nam sau đó không lâu. Cách đây 2-3 năm, Võ Nguyên Hoàng từng được đánh giá là một trong những cầu thủ trẻ tiềm năng nhất của bóng đá Việt Nam. Chân sút gốc Đồng Tháp có thể hình đẹp và nhiều lần tỏa sáng ở các giải đấu trẻ quốc nội như U19, U21. Tuy nhiên, chấn thương đã khiến cho bước tiến trong sự nghiệp của anh bị chững lại. Ở SEA Games 29 tại Philippines năm 2019, tiền đạo 21 tuổi từng được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên tập trung cùng U22 Việt Nam. Nhưng khi đó anh còn quá trẻ để cạnh tranh với những chân sút giàu kinh nghiệm như Nguyễn Tiến Linh, Hà Đức Chinh. Đến tháng 4 năm 2022, tiền đạo 21 tuổi dính chấn thương dây chằng đầu gối và mất một năm để bình phục. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến anh không góp mặt trong danh sách U22 Việt Nam dự SEA Games 32 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chusi. Trong thời gian gần đây, Nguyên Hoàng đã bắt đầu xuất hiện trở lại trong lực lượng các đội tuyển trẻ Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 2002 cũng vừa cùng đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự ASEAN 19. Anh để lại dấu ấn với một pha lập công trong trận thắng đậm của Olympic Việt Nam trước đội Mông Cổ với tỷ số 4-2. Ở lượt đầu bảng B, hiện tại, Võ Nguyên Hoàng đã bình phục chấn thương và có cơ hội để thử lửa ở sân chơi bóng đá cao nhất Việt Nam cùng câu lạc bộ Thanh Hóa. Hy vọng anh có thể tiếp tục phát triển để trở thành tiền đạo đáng chờ đợi tại V-League cũng như trong màu áo các đội tuyển Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.